Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Đào tạo khu vực Simeo tại Việt Nam, Hiệp hội Học và Giảng dạy Ngôn ngữ với sự hỗ trợ của Máy vi tính và Công nghệ Châu Á-Thái Bình Dương và Đại học Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về toàn cầu hóa và địa phương hóa trong lĩnh vực dạy và học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy tính và công nghệ lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đã thu hút hơn 100 diễn giả quốc tế đến từ hơn 11 quốc gia. Hội nghị lần này hướng đến mục đích giới thiệu các phương pháp, tài liệu, kỹ thuật mới trong dạy và học tiếng Anh, đặc biệt là việc ứng dụng các công nghệ và phần mềm mới với sự hỗ trợ của máy tính và các phương tiện nghe nhìn hiện đại khác. Hội nghị cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của giảng viên trong việc nắm bắt các thành tựu mới nhằm nâng cao hiệu quả dạy, học và sử dụng tiếng Anh trong môi trường toàn cầu hóa.